Rất vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FVNC tối ngày hôm nay 14 tháng 7. Chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường, thưa quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Công Nguyên, là phó giám đốc phụ trách phân tích công ty chứng khoán Beta. Thưa xin được gửi lời chào, cảm ơn anh Nguyên đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn em. Vâng, thế anh thì phiên giao dịch ngày hôm nay cứ tưởng là một phiên tăng tốc nữa đúng không ạ? Nhưng cuối cùng là với áp lực bán tăng vọt vào cuối phiên, cuối cùng VN Index mất hết 8 điểm. Thế anh có nhận định gì về diễn biến này? Cái tâm lý mà hưng phấn của phiên ngày hôm qua rồi tất cả những phiên tăng rất mạnh trước đó đã làm cho các nhà đầu tư lạc quan là luôn luôn là tin tưởng thị trường có thể là không những đạt đến cái mức là 680 có thể lên đến 700 điểm. Và ngày hôm nay cũng vậy, ngay từ đầu phiên đã xanh điểm, ngay từ lúc phiên mở cửa đã xanh điểm rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận một điều là ngay sau khi mà thị trường bước vào phiên khớp lệnh liên tục thì thị trường đã giảm điểm, đã giảm điểm rồi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu đã cho thấy là thị trường đang bước vào cái nhịp điều chỉnh. Mà thực tế ra thì trong những cái phân tích rồi những cái đánh giá của rất nhiều chuyên gia và cũng như chúng tôi cũng vậy, thì những cái thị trường đang nóng mức độ này thì chúng tôi luôn luôn phải thận trọng và chúng tôi sẽ đề phòng một cái trường hợp thị trường sẽ điều chỉnh. Thì cái phiên điều chỉnh ngày hôm nay thực tế cũng không phải là quá là bất ngờ, nó cũng chỉ là một cái hiện tượng mà sau khi thị trường tăng rất nhiều phiên rồi đã đạt được một cái mốc mới liên tục thì thị trường lại phải điều chỉnh để tích lũy trở lại. Thì tôi thấy rằng là cái kịch tính này thì nó cũng không phải là quá là báo hiệu một cái hiện tượng mà rủi ro mà quá lớn ở những cái phiên sắp tới, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận một vấn đề là thị trường đã bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh thì nhà đầu tư cũng nên là thận trọng nhiều hơn. Vâng, cảm ơn anh. Anh vừa nói là cái diễn biến này chứng tỏ là thị trường đang sắp bước vào cái nhịp điều chỉnh. Như vậy thì VN Index sẽ bước vào cái vùng điều chỉnh bao nhiêu thưa anh? Về mặt phân tích kỹ thuật ấy thì cái vùng hỗ trợ mà gần nhất của VN Index là vùng 645 cộng trừ 5 điểm. Thì tôi thấy rằng là nếu mà trường hợp mà khi mà thị trường đã rơi xuống, đã bị lủng cái mốc hỗ trợ này thì tôi nghĩ rằng là thị trường rất có thể là lùi về mức 600 hoặc 610 điểm. Còn nếu mà cái mốc hỗ trợ này được bảo toàn mà cộng với lại được sự ủng hộ của thanh khoản, thị trường được sự ủng hộ thanh khoản thì nghĩ rằng là thị trường hoàn toàn có thể bảo lưu được cái mốc là ở vững giữ vững ở cái mốc là 600 khoảng 640 645 điểm trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn anh. Tôi nhận thấy là sau một chuỗi phiên mà nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt thị trường thì gần đây nó có dấu hiệu chững lại. Như vậy thì liệu có một cái chiến lược đưa ra, một chiến lược mà chờ các phiên này điều chỉnh, chờ cái mã này, những cái phiên các mã này điều chỉnh để mà tiến hành giải ngân, thì đó liệu có phải là một cái chiến lược an toàn hay không? Tôi thấy rằng là những cái mã mà khi đã đạt được cái đỉnh cao mới rồi ấy, thì thường là sẽ rất có thể là sẽ có những cái phiên điều chỉnh trở lại. Nhưng cái vấn đề là nhà đầu tư cái thời điểm để nhà đầu tư vào và những cái phiên điều chỉnh nào ấy, thì thấy cái điều đó là vô cùng là quan trọng. Thì với cái nhà đầu tư cần phải dành rất nhiều thời gian để quan sát thật kỹ những cái mã này, nghiên cứu thật kỹ, và tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà những cái cổ phiếu có thể điều chỉnh một phiên, có thể hai phiên, có thể ba phiên thì nhà đầu tư cần phải theo thật sát những cái diễn biến này, và đặc biệt là quan trọng nhất thì nhà đầu tư hãy để ý rằng cái vấn đề mà cái dòng tiền vào những cái mã cổ phiếu này có mạnh hay không, thì tôi để tìm ra cái thời điểm mà vào hợp lý. Thì mặc dù rằng là tôi đồng ý khi những cái mã này điều chỉnh rất có thể là chúng ta sẽ vào hàng được để chờ đợi lại có một bước nhảy mới, thì cái đây cũng là một cái chiến lược hợp lý ở cái thời điểm hiện tại. Vâng, cảm ơn anh. Trong thời gian qua thì rõ ràng có một thực tế là trong khi chỉ số thì cứ băng đi từ đỉnh này qua đỉnh khác, thì một số nhà đầu tư vẫn có thể phải nói là ngậm ngùi khi mà nhìn thấy những cái cổ phiếu mình đang nắm giữ thì chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi. Như vậy thì theo anh có nên tận dụng cái cơ hội này để mà xem xét lại danh mục đầu tư của mình, tận dụng những thời điểm điều chỉnh xem xét lại danh mục đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận không? Chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế thường xảy ra khi như cả tất cả những đầu tư trên thị trường khoán là gì, luôn luôn có những cái trường hợp giống như Yến vừa mới đề cập, đó là khi thị trường tăng rất mạnh, tăng liên tục, thì trong cái danh mục của mình và trong đó có những mã cổ phiếu của mình đã lựa chọn ấy thì lại có thể là không nhích thêm một tí nào, hoặc có thể lại giảm điểm. Và cũng tương tự như lúc mà những cái trường hợp mà thị trường giảm điểm nhưng mà những mã của mình thực tế kết quả kinh doanh rất tốt, tất cơ bản rất tốt, nhưng lại tiếp tục là bị giảm theo thị trường. Tôi hay dùng cái từ gọi là bị vạ lây. Còn những cái mã mà trong cái thời điểm vừa qua mà những cái mã trong danh mục của những nhà đầu tư mà chưa tăng, thì tôi thấy rằng là những nhà đầu tư hoàn toàn có thể bảo lưu những cái mã đó, bởi vì những cái mã chưa tăng, những cái mã chưa tăng thì những cái mã này luôn luôn là người ta sẽ tăng trưởng chậm hơn thị trường một nhịp, mà những cái mã tăng trưởng chậm hơn thì luôn luôn người ta sẽ những cái mã này rất có thể với cái điều kiện một cái quản doanh tốt thì họ những mã này hoàn toàn có thể tìm kiếm lên cái vùng đỉnh cũ mà đã đạt trước đó, và rất có thể là những khi thị trường có thể điều chỉnh, thị trường có thể là đang lình xình thì những mã này rất có thể có những cái bước tiến, mặc dù không phải nhanh nhưng mà sẽ có những bước tiến chậm mà chắc, thì thấy rằng vẫn có thể bảo lưu những mã này. Bên cạnh đó, nếu mà nhà đầu tư tiếp tục mà có cái nguồn tiền mặt hoặc tiếp tục là có những cái nguồn vốn mà có thể được, thì nhà đầu tư canh những cái nhịp mà thị trường điều chỉnh để giải ngân vào những cái mã cổ phiếu mà có những cơ bản tốt hoặc những chưa tăng nóng thời đoạn vừa qua.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn Hiến. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Công Nguyên là phó giám đốc phụ trách phân tích công ty chứng khoán Beta, và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán, và chúng ta hy vọng là quý vị sẽ có được những thông tin bổ ích cho các quyết định đầu tư của mình. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng quay trở lại với bản tin FPNC tối ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những nội dung nổi bật đã được phát trong bản tin FPNC ngày hôm nay. Chuẩn bị cho cuộc họp bàn về mức tăng lương tối thiểu 2017, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động và các doanh nghiệp lại gặp bất đồng quan điểm. Cụ thể, Tổng cục Lao động đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2017 là khoảng từ 10 đến 11% cho đời sống người lao động đang gặp khó khăn. Ngược lại, phía các doanh nghiệp cũng cho rằng tài chính của doanh nghiệp đang hạn hẹp, do đó đề nghị không tăng lương tối thiểu trong năm tới. Sau tình trạng lộn xộn liên quan đến khách du lịch Trung Quốc tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi các doanh nghiệp trong hiệp hội không tiếp tay cho các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động du lịch chui tại Việt Nam. Hiệp hội cũng đề xuất Tổng cục Du lịch Việt Nam có hợp tác song phương với Tổng cục Du lịch Trung Quốc nhằm tạo cơ chế hợp tác hợp pháp cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời có cơ chế chế tài phù hợp với những doanh nghiệp vi phạm. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn đề nghị Bộ Tài chính thu thuế với hoạt động thu mua trực tiếp nông thủy sản của thương lái nước ngoài. Việc này được cho là nhằm đối phó với tình trạng thương lái Trung Quốc tranh mua tôm nguyên liệu, gây lũng đoạn thị trường và ảnh hưởng đến sản xuất trong nước. Trước đó, VASEP cũng từng kiến nghị Bộ Tài chính đánh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng tôm tươi, không qua chế biến hay cấp đông. Ngân hàng Trung ương Malaysia vừa bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3%. Đây là đợt giảm lãi suất đầu tiên trong 7 năm qua, giữa lúc kinh tế Malaysia gặp khó khăn, xuất khẩu giảm và dự báo kinh tế toàn cầu ảm đạm. Cụ thể, kinh tế Malaysia tăng trưởng 4,2% trong quý 1, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009. Ủy ban châu Âu vừa công bố sẽ đưa ra những quy định mới về người di cư đến châu Âu. Một phần của quy định này nhằm ngăn bớt lượng người nhập cư trái phép đi lại qua biên giới các nước trong khu vực, gây rối loạn khu vực tự do đi lại theo Hiệp ước Schengen. Ủy ban châu Âu sẽ thông qua dự thảo nghị định mới tại từng quốc gia trước, sau đó chuyển cho Quốc hội châu Âu để đưa thành luật. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FPNC ngày hôm nay 14 tháng 7 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại bản tin cũng như tất cả các bản tin đã phát trong kênh FPNC thông qua website fpnc.vn. Và đến đây Phi Yến xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.